ứng phó thiên tai, ngày 31 tháng 7, mạng xã hội Facebook cùng Sở Thông tin Truyền thông thành phố Đà Nẵng khởi động chương trình hợp tác nâng cao năng lực số và ứng phó thiên tai. Đây là lần đầu tiên Facebook hợp tác với chính quyền một địa phương tại Việt Nam. Chương trình bao gồm các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực số cho cán bộ Đà Nẵng trong truyền thông phòng chống thiên tai. Đồng thời, Facebook cũng giới thiệu chương trình dữ liệu vì cộng đồng bao gồm bản đồ mật độ dân cư và bản đồ thiên tai tại Việt Nam. Theo đó, Bản đồ mật độ dân cư và bản đồ thiên tai được tái lập bằng hình ảnh độ phân giải cao một khu vực cụ thể, giúp các tổ chức nhân đạo xác định được các thông tin về tình trạng điện lưới, internet, tình hình dân cư và những nhu cầu thiết yếu của cư dân theo thời gian thực khi xảy ra thiên tai để xây dựng kế hoạch ứng phó hiệu quả, bà Nguyễn Ánh Nguyệt, giám đốc chính sách công Việt Nam tại Facebook cho biết, chương trình dữ liệu cộng đồng có thể giúp đỡ kịp thời những người gặp khó khăn khi có khủng hoảng, qua đó, thúc đẩy tác động xã hội tích cực tại Việt Nam và giúp Việt Nam đạt mục tiêu trở thành một quốc gia số. Theo ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, đến năm 2019 cơ quan này đã hợp tác cùng Facebook thực hiện các khóa đào tạo cho gần 400 cán bộ của Tổng cục Phòng chống thiên tai và 63 tỉnh thành về việc sử dụng Facebook để ứng phó thiên tai. Ông Hoài cho biết, hiện nay mạng xã hội đóng vai trò hiệu quả trong truyền tải và đón nhận thông tin về phòng chống thiên tai giữa cơ quan chức năng và người dân, giúp cơ quan chức năng nắm bắt thông tin và hỗ trợ kịp thời cho người dân trong vùng ảnh hưởng thiên tai.